Mình là Hôm nay mình sẽ like cho mọi người một số các vật dụng cơ bản mà mình sử dụng hàng ngày luôn. Và nếu mà mọi người có biết tên gọi của nó trong tiếng Nhật thì chúng ta sẽ cùng comment xuống bên dưới để cùng check và các bạn khác cũng có thể là tham khảo nha. Hãy bắt đầu này. Mình sẽ đi từ cái to đi nhá. Hôm nay mình có một cái này. Hãy vì là trời rất là nắng nóng đúng không? Cho nên vật dụng này rất là cần thiết. Hishiodes. Giống như cái quảng cáo sản phẩm ấy nha. Hãy có đấy Nếu không có đấy nan để cá. Hãy cái ô nào mọi người ơi? Mọi người biết cái ô trong tiếng Nhật là gì không? So cảm ơn thao sàng một bạn comment nhanh nhất đầu tiên chính là từ ca Như chúng ta học rồi trong sách giáo khoa ca sạ là chiếc ô đúng không thế đố mọi người nha cái ô mà gấp được như thế này này cái ô nhỏ gọn mà chúng ta có thể cho vào cặp cho vào túi sách ấy thì nó gọi là gì này sẽ khó hơn một chút nha có bạn nào biết không ạ thật ra nó được cấu thành nó được ghép từ nhiều từ vựng khác nhau nhưng các từ vựng đấy đều có ở trong sơ cấp và mình được học hết rồi mọi người có biết không O đi tatami ca cảm ơn thấy umeda sàng thấy umeda cũng đang theo dõi livestream đây hãy đây so gặp và đi korewa sekai des hãy rồi mình sẽ show cái cho mọi người nhé các bạn có nhìn rõ không này hãy chúng ta sẽ tham khảo thêm từ ca xạ là cái ô thì mọi người đều biết rồi nhưng chiếc ô gấp được sẽ nói là đi tatami ga tiếp theo cái từ che ô dương ô ấy mọi người che ô đúng không mình sẽ nói là gì nhỉ k6 sa sự k6 Sashima hãy obaytakasai nhé đấy chúng ta học từ vựng thì mọi người cố gắng ghi nhớ uh, các cái từ từ loại của nó này và các động từ đi kèm chẳng hạn Hai. So desu Hai, ok xin tiếp theo chúng ta sẽ đến món đồ gì đây nào? Em mọi người có đoán được không nhá? Kore kantan desu yo. Hai, chan chan. Zumori no kore nan deska, Kantan Commento Mọi người có sở hữu quyển sổ này của Dũng Mori không nhỉ? Hôm trước livestream và uh, khai trương ấy, chúng mình có phát rất là nhiều quyển sổ này cho các bạn tham gia. Chắc là cũng có nhiều bạn đang có quyển sổ này đúng không? Mọi người đã sử dụng chưa? Ok không ạ? Có thích không mọi người? Nào, quyển này thì chắc ai cũng biết đúng không? Chúng ta học ở những bài đầu tiên trong sơ cấp rồi, trong n năm rồi. Quyển sổ, mình sẽ nói là gì ta? Quyển sổ là nô no tổ. Đúng không nào? Nô no tộ Từ này dễ rồi nhá. Hai, sư Tiếp theo nào. Nô no tộ, Có vở rồi thì chúng ta phải có gì nhỉ? Có bút chứ, đúng không? Có bút. hãy bút này được gọi là bút truyền viếng may mắn đỗ chiêu thêm mọi người. hãy bút chi nào. Bút chi. Bút chi là gì nhỉ? Kakimasu. Đúng không? Mình sẽ viết thử nhá. うちいらずいいもんぐい。ごめんにゃ。ちんちゃんもんぐい。はい。うち、こんにちは。とかね。うちいらずいいな。あ、そうですね。鉛筆。そうです。鉛筆と言います。鉛筆ですね。OK。次は何だろう。あ、これは多分皆さんも持っているんですね。これはちょっと近いですけど。マガニーザん、あゃ、見えますかこれは、日本語で 化粧品 là mỹ phẩm Tôi chưa bảo Long sao? Mỹ phẩm hôm nay chúng ta sẽ có một số đồ mỹ phẩm cơ bản bởi vì đây là túi sách của con gái đúng không? Thì các bạn nam nếu mà mọi người hay sử dụng những vật dụng gì để vào trong túi sách ba lô mang theo khi đi làm đi học ấy thì mọi người cũng comment xuống bên dưới nhá. Hãy so Cái này là tai nghe đúng không mọi người? Tai nghe. Thì mình sẽ sử dụng từ tiếng Nhật là gì? Các bạn nào comment được chưa? Chắc hẳn là mọi người đều sử dụng nó đúng không? Và trong tiếng Nhật nó sẽ được gọi là Ia hồng Hãy Ia hồng Ia hồng Yes hồng Đó, mọi người check lại chính tả nhá Ia hồng là tai nghe Ok Tiếp tục Tiếp tục chúng ta sẽ có Hãy, kore wa Rồi Hãy, minasang mite kudasai Kore wa nan desu ka? có đề quá cục sạc ổ sạc đúng không? mình dùng từ gì được mọi người nhỉ? Ju denki ki des ne đó đen mọi người nhìn có thể tham khảo thêm về chữ hán và cách đọc của nó nhé đen ki là cục sạc hãy cục sạc ổ sạc. tiếp theo chúng ta sẽ có một từ nữa cái này thì chắc hẳn là mọi người sẽ đoán được rất là nhanh đây hãy có quá kawaii ne? Kore wa ka? Pink ga

Okane Hai Tiếp theo chúng ta sẽ có từ gì? Cái này thì các bạn nữ sẽ biết nhiều hơn Hai Kore wa Giống như kiểu live mỹ phẩm ấy đúng không mọi người? Hai Kore wa Nan to desu ka Tiếp theo mọi người ơi Cây son Son thì nói là gì nhỉ? Son môi Hai Kore wa Nan to desu ka Kore -de wa Hai Miemasu ka Kore wa beni desu beni desu Hai Mọi người cùng check lại chữ hán nhá Gucci beni miemas ka Gucci là son môi ở đây thì mình có show ca thêm cho mọi người cách dùng của nó từ tô son ấy mọi người sẽ sử dụng động từ là nude được chưa nude tức là Gucci beni là tô son nhớ luôn động từ nha để mình có thể sử dụng ok des tiếp theo tsugi wa nan desu -ka? hai kore wa chang, chang. no quá hà my cô quá hà mình để tặng đây nhá mọi người có comment chưa nhỉ Cái này sẽ được gọi là bình nước đúng không bình nước trong tiếng nhật là gì mọi người nhỉ suyộ hạ bình nước ạ à. hại Ok rồi chúng ta sẽ đi tiếp nhá sang đồ và tiếp theo chính là Trang trang, cột chì Hãy, cột chì ra Nàn Cô Ừ, Hãy, cô wa Thế đố mọi người nhá Đeo khẩu trang này và tháo khẩu trang Thì mình dùng động từ gì ạ? Hãy, mọi người có biết sử dụng động từ của nó không? Hãy, cô khi mà mình muốn nói là đeo khẩu trang nha thì mình sẽ dùng là mask tsukeru hoặc là masuku suru được chưa? Động từ tsukeru hoặc động từ suru Còn tháo khẩu trang mọi người biết cái từ tháo là cởi bỏ rồi đúng không? Chính là hazusu Hazusu Hãy, sau so đây chính xác mọi người Tiếp theo Tsugi wa Hãy, kore Hãy mọi người có nhận ra không? Đây là gì ta? Kore <laughs> wa Kem chống nắng Hãy Kem chống nắng Nihongo de Nan desu ka Konna kanji desu ne Kem chống nắng đó, và mùa hè thì không thể thiếu được đúng không ạ? người ta phải sử dụng hàng ngày, hãy kem chống nắng nhá. mình nói là gì nhỉ? Rồi, hôm nay có rất là nhiều các bạn nữ đang theo dõi live stream đúng không? có phải là đây cũng là những vật dụng mà mọi người sử dụng hàng ngày, bỏ vào ba lô túi sách khi đi làm đi học không? kem chống nắng mọi người biết là gì không? kem chống nắng là gì đấy mọi người nhỉ? inio, À, À, so, so 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 so, chính xác rồi. Đấy, một từ hơi dài một chút xíu nhưng không quá khó đúng không để nhớ, đó là từ hi hi gì đây mọi người nhỉ? hiyakido mẹ hãy hi ya ke do me hi ya là sự dám nắng sự cháy nắng ấy mọi người còn từ do me chính là của từ Tô me đựng mà ra là tự dừng ngừng tức là kem chống nắng hãy ông nè hãy hi ya ke do me và lúc đấy chúng ta cũng học từ bôi thoa rồi đấy mọi người thì mình cũng có tương tự chính là hi ya ke do me nu được là bôi kem chống nắng nha Hai. ở bôi te sai nè tiếp tục một món đồ tiếp theo không thể thiếu đó chính là giấy ăn, hãy giấy ăn là gì mọi người nhỉ? Giấy ăn. Trong buổi live hôm trước về các từ vựng thực tế liên quan tới nhà bếp thì mình cũng có sô giới thiệu cho mọi người rồi. Ngày hôm nay chúng ta cùng nhau ôn lại luôn nhé. Giấy ăn nào? Giấy ăn là gì ta? Hãy so there's tissue, tissue được viết bằng các chữ katakana. Hãy cụ thể như sau. Tissue, this tissue, hãy. Ok tiếp này. Tiếp theo chúng ta sẽ có một vật dụng rất là hữu ích, thuốc nhỏ mắt. Hãy thuốc nhỏ mắt Ai. mê ga ano tsukareta toki wa thuốc nhỏ mắt tsukaimasu ừ thuốc nhỏ mắt konna kanji hai nan yomun desu ka nihongo de wa ka hai hai ok thuốc nhỏ mắt chúng ta sẽ có từ mê mê gusuri. các bạn biết mê là mắt rồi đúng không? Gusuri là thuốc thì nó ghép lại với nhau. Mê gusuri. Megusuri là thuốc nhỏ mắt Và bên dưới mình có giới thiệu thêm cho mọi người động từ nhá Hành động mà mình nhỏ mắt, ấy, mình tra hoặc là mình dùng thuốc nhỏ mắt sẽ gọi là Megusuri xa sasu Megusuri xa sasu Hay So this Bị biến âm nhá à, Trần Ngọc Mi Mi nhé Megusuri Đó, nếu mà bạn viết chữ gusuri là chắc chắn sẽ có chữ hán luôn Như trên bạn Cầm Nhung có nói ấy Ừ, chính xác Ok Túi cũng vãn vãn rồi đúng không? Còn một số vật dụng nhỏ bé, mini nữa thôi Chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu đến cái này. Hãy, kore có đeo wa nan desu ka? Hãy, kore Chìa khóa. Chìa khóa chúng ta dùng từ gì nhỉ? Một từ vựng cũng của sơ cấp rất là quen thuộc, rất là cơ bản. Đó chính là từ kagi. Hãy, kagi là chìa khóa, đúng không? Là những cái chìa khóa như thế này. Còn chìa khóa thông minh, chúng ta có một từ là ki sumatoki sumaski ấy, mọi người mọi người biết chữ đấy trong tiếng anh không thì sẽ được chuyển sang katakana là sumatoki được chưa chìa khóa thông minh hai ok tiếp theo chúng ta sẽ có cái này mọi người biết không hai chăng chăng có nan văn nam như cái này chưa có trong sách giáo khoa đúng không ạ các bạn biết trong tiếng nhật nó gọi là gì không kanji desu ne kore wa cái lược nào cái lược là gì mọi người nhỉ cái lược hai so desu ne kushi desu kushi hại cư si chị là cái lược. Rồi, tiếp theo có lược rồi thì sẽ đến cái dây buộc tóc. Hãy dây buộc tóc là gì nhỉ? Hôm nay có rất là nhiều các vật dụng của các bạn nữ đúng không? Các bạn nam. Nhưng mà các bạn có vật dụng gì thì các bạn cũng comment xuống bên dưới nhé. Và các bạn thích chủ đề liên quan tới mỹ phẩm thì cũng có thể comment cho mình biết để lần sau mình sẽ làm nội dung về mỹ phẩm nha. Rồi, ở đây mình có từ dây buộc tóc, mọi người có biết là gì không? Cái tóc là gì nhỉ? Cái này hơi khó đúng không? Tóc và cộng với cái dây chun thì nó sẽ có một từ vựng biểu thị đó chính là từ Hea gom Hea là tóc từ hair ở trong tiếng Anh, còn gom là dây chun. Nhìn đấy mọi người. Đấy thì mình sẽ ghép lại với nhau là Hea à gom à là dây buộc tóc. người à, gọi biết từ này chưa? Bổ sung thêm nhé ở mục từ đã Hay rồi, đã đến vật dụng cuối cùng rồi. Mình trong đây sẽ còn một cái nữa thôi là hết. Hay thì vật dụng này các bạn nữ sẽ biết nhiều hơn đây đó chính là giấy thấm dầu hãy hôn gì giấy thấm dầu mọi người nhá giấy thấm dầu thì đương nhiên dùng để thấm dầu rồi thì mọi người thử đoán xem dầu là gì rồi là thấm là gì và giấy là gì đúng không như thế này giấy thấm dầu hãy mình nói như thế nào nhỉ giấy thấm dầu mọi người có biết không chúng ta sẽ dùng từ này nha abura tori gami hãy abura là dầu được chưa? abura là dầu, tori là lấy, còn kami bị biến âm thành gami là tờ giấy, ghép lại với nhau, giấy thấm dầu, mình dùng từ này mọi người nhé. Hay không ạ? À. Đó. Apura tori gami. Hai. Ok desu ,ですね. Đó, thì đây là toàn bộ các vật dụng trong bác ở trong chiếc túi của mình và mình cũng đã vừa soka cho mọi người để biết gọi tên của nó trong tiếng Nhật như thế nào rồi. Mọi người thấy hữu ích không ạ? Nếu mà hữu ích thì hãy like, hãy tin và hãy share live stream để giúp mình nhé. Để tiếp tục các lần sau chúng ta sẽ có những chủ đề live stream tiếp theo về từ vựng thực tế như thế này. gì Cảm ơn mọi người đã tham gia live stream ngày hôm nay nhé và hẹn mọi người vào sáng ngày mai. Mata, ashita. Tiếp tục là 10 giờ sáng của Việt Nam tức là 12 giờ của Nhật chúng ta sẽ theo dõi live stream của Mô đi. ngày mai sẽ là phần đọc báo của cô Thanh. Hai. はい。今日はこれで終わりましたね。皆さん、お疲れ様でした。ありがとうございました。じゃあ、また明日。バイバイ。